Bộ Tứ Hình Thành, Nguyễn Phú Trọng tái cử, Trần Quốc Vượng bị ra rìa. Cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra hôm 9 tháng 1 2021 đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn chưa kết thúc. Theo quyết định 244 về quy chế bầu cử trong đảng, ở các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí Thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Vì vậy, đây được xem là cuộc họp mang tính chất sống còn của các kỳ phùng địch thủ. Khóa nào cũng thế, ngồi ngôi vua tập thể, nhiệm kỳ 5 năm với đặc quyền đặc lợi ngút trời, nên mấy khi ai chịu nhường ai. Cuộc họp có hai nội dung vô cùng gay cấn, chọn trường hợp đặc biệt và đề cử tứ trụ. Kịch bản lần này cũng khác so với các cuộc họp bộ chính trị trước đại hội 12, khi mộng trọng gây sức ép cho các đồng chí rút, còn ông thì nguyện vọng ở lại. Hôm qua, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng có động thái ngược lại. Ông xin rút vì lý do tuổi cao, sức khỏe kém và mong những người khác hãy ở lại. Trước đó, phe ông Trọng cho rằng tuổi tác không là vấn đề. Nhiều chính trị gia trên thế giới còn cao tuổi hơn ông. Mưu lược tổng trọng đúng là bậc thầy, kịch tính đến phút chót khi các ủy viên bộ chính trị, trong đó ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải phát biểu mạnh mẽ, tha thiết yêu cầu ông trọng ở lại để lèo lái con thuyền đất nước. Thế là không phụ niềm tin yêu của đồng chí, đồng bào. Ở tuổi 76, cụ trọng đành ghi tên mình vào danh sách đề cử, thượng đài, so găng, tranh tứ trụ một nhiệm kỳ nữa. Để dân chủ công bằng, bộ chính trị bỏ phiếu kính ba lần. Lần đầu chọn phương án nhân sự đặc biệt giữ lại một, hai hay ba người. Lần hai chọn tứ trụ, lần ba chọn tổng bí thư. Kết quả là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc được giữ lại và khung bộ tứ được hình thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Như vậy, không ngoài dự đoán của giới phân tích, bộ tứ đã được cơ cấu hai già hai trẻ nhằm chuyển tiếp. Có hai bất ngờ lớn, một là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nam Bộ đã không có người lọt vào tứ trụ, tỷ lệ áp đảo 11 trên 16 người miền Bắc so với 5 trên 16 người miền Nam trong bộ chính trị cũng là nguyên nhân khiến ứng viên sáng giá Trương Hòa Bình thua cuộc. Hai là bất ngờ từ quân bài thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng khi suốt thời gian dài ông Trọng hậu thuẫn cho ông Vượng chạy đua vào ghế tổng bí thư kế nhiệm mình. Nhưng đến lúc so găng, quy lực Trần Quốc Vượng lại về sau cả Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân trong lấy phiếu tín nhiệm ở ban chấp hành trung ương và tại phiên họp bộ chính trị quyết đấu này. Vậy là xong. Các ông bà, vượng, bình, ngân, nhân, lịch, phóng chấp nhận dừng chân để hồi cố hương. Vấn đề đặt ra có cần sự quy chế gì để mở đường cho tổng trọng nhận chức tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba hay không? Một quan chức cấp cao cho biết, khái niệm cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, được định nghĩa tại khoản 4 điều 3 quy định 98 qdtw năm 2017 trong chỉ thị 35 CTTW ngày 30 tháng 5 2019 và hướng dẫn 26 HDTP ngày 18 tháng 10 2019 chỉ nêu thống nhất chủ trương bí thư cấp quỹ, cấp tỉnh, cấp quyền và tương đương không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 8 năm trở lên tại một địa phương, cơ quan, đơn vị. Như vậy, điều lệ và văn bản của đảng không đề cập đến việc giới hạn hai nhiệm kỳ với chức danh tổng bí thư. Đến lúc này, nhiều người mới vỡ ra rằng tại sao Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải có đơn cam kết rút lui khỏi chính trường, từ bỏ giấc mộng tranh ghế thủ tướng. Đơn giản, họ không muốn mình là Đinh La Thăng thứ hai. Còn Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc đến rằm trăng mới tròn, vì chỉ có ông sáng nhất. Hội nghị Trung ương 15 khai mạc vào ngày 15 tháng 1 2021 sẽ là hội nghị cuối cùng, khép lại nhiệm kỳ 12 của đảng Cộng sản với quá nhiều biến cố danh sách đề cử Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã hiệu chỉnh, cùng với đề cử nhân sự đặc biệt và tứ trụ sẽ được trình ra như một thủ tục để Hội nghị 15 bỏ phiếu kính thông qua. Xem như kịch bản Đại hội 13 được dày công dàn dựng suốt từ đầu năm 2018 đến nay đã vào đoạn kết. Điều đáng nói là giới cầm quyền luôn tung hô, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng thực tế, dân không hề được hỏi ý kiến và bị cấm dùm ngó vì tuyệt mật. Đạo diễn, diễn viên, phụ trách âm thanh ánh sáng cũng tất tật là những đảng viên cộng sản. Truyền thông, pano, affiche quảng cáo rầm rộ đã xong đâu vào đấy. Sân khấu chính trị với vở diễn đặc sắc sẽ sáng đèn vào ngày 25 tháng 1 2021.